Cái tuổi này hay cưới bảo đấy chứ. Bác ơi, hôm nay là bên xã Quảng Lạc là giao lưu văn nghệ, hát giao duyên tiếng Mường. Thì bác đến đây hôm nay cũng có vui tiếng Mường cũng xa Quảng Lạc. Báo cáo với tiếng món thì đạo cho. Báo cáo con bà con cán bộ là cái này là thời ngay giao lưu giữa các câu lạc bộ tỉnh Bà Tính với tập trung đi hai hãng giao duyên là đỡ như là những cái bán chắc của dân tộc mình đứa mày kia là mỗi ngày là mai mối đi là mình bao cho cháu con ở trên cho không đi giờ bồ giờ cái này là các mẹ là đi là ơ xả nó ơ tính là thành là báo cáo công bố là mấy nhà ơ hay ngồi chân nha luôn đó ơ ngay tôn cũng luôn đó đấy. Mà trước là chưa có Bà Tính là chưa tập trung với cái đấy cái đó nhưng để cho đang không có không có bố mình đứng sau chưa bà ông